Chào mừng anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Video ngày hôm nay sẽ cập nhật phân tích những thông tin, những lưu ý quan trọng về thị trường để từ đó mọi người có thể nắm được cái xu hướng chung. Khi mà nắm được cái xu hướng thì cái việc mà đưa ra quyết định mua và bán à, sao cho nó hợp lý sẽ dễ dàng hơn. Từ đó giúp cho anh chị mình có thể là tối ưu được lợi nhuận cũng như là giảm bớt những cái rủi ro trên thị trường ở giai đoạn hiện tại. À, và nếu như mọi người có câu hỏi thắc mắc gì đó về cổ phiếu thì cứ thoải mái comment bên dưới nha. Thì chắc chắn trong video em cũng sẽ đánh giá qua các nhóm ngành, những cái mã cổ phiếu quan trọng để chị mình có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư cũng như là cơ cấu danh mục sao cho hiệu quả nhất nhưng mà do thời hạn thời lượng của video nó có hạn nên chị cứ chat lại những cái câu hỏi mà em chưa đề cập trong video để em hỗ trợ cho mọi người trong quá trình đưa ra quyết định ha anh chị thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn tặng cho em một like nha và nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh để nhận những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những buổi livestream phân tích về thị trường. Thì đó chính là những cái động lực về mặt tinh thần rất lớn để em ngày một phát triển kênh tốt hơn, cải thiện chất lượng tư vấn để hỗ trợ mọi người thật là tốt. Còn trong giờ giao dịch thì em cũng có một cái nhóm tư vấn như thế này. Thì đây là một cái cộng đồng tư vấn hoàn toàn miễn phí nên em sẽ chia sẻ những thông tin, những đánh giá về thị trường cũng như là trả lời hỗ trợ cho mọi người những cái câu hỏi về điểm mua điểm bán của cổ phiếu hoặc là có cổ phiếu tiềm năng em cũng sẽ chia sẻ lên đây để anh chị mình tham gia được thì cách thức tham gia nhóm này hoàn toàn miễn phí và anh chị chỉ cần nhấn vào cái đường link em ghim dưới phần comment là được nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại thị trường qua cái phiên giao dịch ngày hôm nay à, xem thử là chỉ số nó đang vận động như thế nào, nó có những cái điểm gì đáng lưu ý. Thì mình thấy là liền kề hôm qua thị trường mình có một cái nhịp bứt phá tăng rất là tốt nhưng mà đá hôm nay nó lại quay về cái trạng thái giao dịch chậm. Thị trường đầu ngày vẫn có cái sự nỗ lực tiếp nối nhưng mà nó lại nhanh chóng hạ nhiệt khi mà chạm về những cái ngưỡng giá cao do cái lực cầu nó bắt đầu nó dày dần. Khu ngoại hôm nay bán rất là sớm nha. Thì từ đầu ngày ở khối ngoại đã có những giá trị bán rồng là khoảng 100 200 tỷ, nó cũng khiến cho lực cầu có cái sự thận trọng hơn sau một cái phiên tăng và cái lực bán dần dần nó áp đảo và nó dâng cao vào cái phiên chiều khiến cho Vindax đóng cửa giảm 4,52 điểm là khoảng 0,4% xuống 1.115,97 điểm cho phiên ngày hôm nay. Thanh khoản trên sàn hồ, à, thanh khoản trên sàn hồ xe thì hôm nay có cái sự sụt giảm trở lại với giá trị trên với giá trị giao dịch thì đạt khoảng là 17.000 tỷ đồng nhưng mà nó vẫn cao so với cái ngưỡng trung bình của những cái phiên trước đó nha anh chị nó thấp là nó thấp hơn cái phiên trước đó thôi nhưng mà so với giai đoạn vừa rồi thì đây vẫn là một cái mức thanh khoản tương đối cao khi mà sắp xỉ quanh trung bình 20 ngày cái áp lực bán phiên ngày hôm nay thực ra nó không có tập trung riêng lẻ ở một nhóm nào hết anh chị nó lan rộng trên toàn thị trường nhưng mà điểm cộng á, là các nhóm ngành cái biên độ giảm nó không có lớn cái biên độ giảm nó rất là hẹp anh chị thấy là cái nhóm mà giảm sâu nhất á, là cái nhóm năm lâm ngư với biên độ giảm là 1.19% còn lại những cái nhóm giảm điểm đâu đó là khoảng 0 x thôi à, điều này thực ra nó cũng thể hiện qua cái độ rộng rồi Khi mình có là 356 mã giảm Nhưng mà thị trường mình nó chỉ giảm có hơn 4 điểm thôi Tức là mỗi mã giảm một ít Nó không tập trung vào nhóm nào Mà do nhiều mã đồng lạc giảm Nó đã khiến cho thị trường mình có một cái phiên điều chỉnh À, cái nhóm dầu khí thì sáng hôm nay khá là hưng phấn à, nhưng mà sau đó thì nó lại bị áp lực chốt ngược nhiều cổ phiếu thì nó tạo cái đuôi nến trên nhưng mà tổng thể thì đây vẫn là một cái nhóm ngành tăng tốt so với thị trường phiên ngày hôm nay có BVC vẫn giữ được mức tăng gần 5% phần này có BVD thì bị chốt ngược giảm đỏ nhưng mà căn bản thì trung bình các cái mã cổ phiếu trong nhóm này tăng tốt và ngoài ra thì mình có một số cái cổ phiếu riêng lẻ à, có những cái câu chuyện riêng thì hôm nay thu hút dòng tiền tốt hơn điển hình nhất là cái dòng BKM cái dòng Bình Dương anh chị hôm nay thì có thông tin này có thông tin là BKMED được phép chuyển nhượng dự án cho Capital Land chuẩn bị hạch toán đơn hàng 2.000 tỷ đồng lợi nhuận thì thông tin này là thông tin tốt trực tiếp cho BKMED BCM con này là BKMED IDC nhưng nó là con BCM anh chị tránh hiểu nhầm qua con IDC nha và thông tin này á thì nó liên quan đến doanh nghiệp ở Bình Dương hiện chị thấy là Bình Dương thì mình có những con nào điển hình là có IDC nè là có TDC nè bộ ba này hôm nay đều tăng trần BCM IDC TDC hoặc là nhóm Bất động sản thì mình có cổ phiếu DSG hôm nay thì có cái thông tin uh, liên quan đến việc phát hành ha Đất xanh uh, uh, thì sắp tới là sẽ phát hành Thì cái việc mà phát hành này là một cái hành động huy động vốn và từ đó nó thuốc dòng tiền thuốc cái, cái sự chú ý của nhà tư hơn Thì hôm nay so với những cái cổ phiếu bất động sản khác á, thì DSG có biên độ tăng và thanh khoản nó vượt trội hơn rất là nhiều Thấy không? Thanh khoản cao, biên độ tăng trên 2% Thì nó có cái sự phân hóa cái sự phân hóa nó tiếp tục diễn ra à, tức là mỗi một cái nhóm ngành nó có một số cổ phiếu tiêu biểu chứ nó không có đồng loạt kéo chung hết à, và nhìn chung á, nếu như mà xét về cái mức độ giảm á, thì thực ra cái phiên ngày hôm nay cái biên độ giảm điểm á chị nó không được xem là quá lớn so với cái phiên tăng điểm hôm qua một cái biên độ giảm khoảng à, một cái phiên giảm 4.5% so với phiên hôm qua tăng hơn 18 điểm thì phiên hôm nay á cái biên độ giảm nó không hề lớn nhưng mà có một cái điểm chú ý á, là thanh khoản cái thanh khoản á chị cái mức mà quanh 17 000 tỷ trên sàn HOSE á nó là cái mức cũng cao nha nó thấp hơn so với phiên trước đó thôi nhưng mà nó là cái mức cao so với trung bình thì nó thể hiện nó thể hiện một điều rằng cái lực bán hôm nay nó tương đối nó cũng tương đối các lực bán nó diễn ra trên diện rộng nhưng mà các cái cổ phiếu á nó giảm với biên độ khá là hẹp anh chị check sơ qua các nhóm ngành đi nhóm dầu nè nhóm ngân hàng này cũng giảm nhưng mà chị thấy không cổ phiếu giảm sâu nhất của nhóm ngân hàng đâu đó là con Bank giảm chưa đến 2%. Hoặc là nhóm chứng khoán cũng là một nhóm hôm nay ghi nhận giảm đỏ Mà cổ phiếu giảm sâu nhất của nhóm này cũng chỉ khoảng là 1.5% thôi Hoặc là nhóm cổ phiếu bất động sản Ngoại trừ LDG ra thì các cổ phiếu khác thì không Biên độ giảm nó vẫn dưới 2% Thì nó thể hiện rằng áp lực bán là có đấy nhưng mà vẫn có một cái lực cầu chấp nhận tham gia đỡ giá phía dưới giúp cho cổ phiếu không có biên độ giảm quá sâu. Và lực bán chính hôm nay đến từ khu ngoại. Hôm nay khối ngoại nó có, nó có thể xem như là một cái điểm đáng chú ý, một cái gọi là khiến cho nhà tôi đang có một cái sự bưng khuôn nhất định khi họ có một cái phiên bán rồng gần 1.600 tỷ. 1.600 tỷ anh chị, nó là một cái mức đột biến so với trung bình và nó là cái phiên bán mạnh nhất từ đầu năm đến giờ nha chị. Phiên hôm nay là một cái phiên bán mạnh nhất từ đầu năm đến giờ của khối ngoại nên chúng ta cũng sẽ cần theo dõi kỹ trong những cái phiên tới chứ mình không có chủ quan. Thực tế thị trường mình trong ngắn hàng nó chưa diễn biến xấu Nhưng mà cái dòng tiền, cái áp lực đến từ khối ngoại nó là một cái điều mình không nên chủ quan Tại vì anh chị để cho em những cái nhịp hồi phục, những cái nhịp tăng điểm trước đó của thị trường á Thì dòng tiền khối ngoại nó vẫn đóng một cái vai trò khá là quan trọng Thì mình cần phải đánh giá xem là cái lực bán này nó đến từ đâu Và nó sẽ kéo dài cho đến bao giờ Thì chị thấy là thực tế cái lực bán của khối ngoại Phiên hôm nay nó bán đột biến nhưng mà không phải là cái phiên đầu tiên nó bán xuyên suốt giai đoạn vừa rồi mặc dù là tỷ giá có hạ nhiệt nha ở giai đoạn trước thì mình thấy là có thể dùng tỷ giá là một trong những cái yếu tố để lý giải cho đà bán của khối ngoại nhưng mà đoạn vừa rồi khi mà Desquire có những điều chỉnh giảm thì tỷ giá nó cũng hạ nhiệt theo thấy không tỷ giá nó cũng hạ nhiệt theo rồi nhưng mà khối ngoại nó vẫn liên tục bán rồng thì vừa rồi mình có 5 phiên liên tục bán rồng này và trước đó vẫn có những phiên bán khoảng 700 tỷ đấy nó liên tục bán ở giai đoạn vừa rồi anh chị thể hiện rằng nó không phải theo kiểu là đầu cơ theo cái hướng là thị trường giảm nó mua và thị trường tăng nó bán tức là không phải phiên hôm nay và phiên hôm qua thị trường tăng nó mới bán mà những cái phiên thị trường giảm trước đó nó vẫn bán để nó vẫn bán thì khả năng đây là cái lực bán để rút tiền về để nó rút cái tiền về chứ nó không phải là cái trạng thái đầu cơ bán cao rồi chờ mua lại giá thấp thực tế chúng ta cũng rất là khó để bóc tách là cái lực bán này nó đến từ cái tổ chức nào đó đến từ quỹ nào nó đến từ nước nào điều này mình rất là khó để bóc tách tại vì số liệu nó vẫn sẽ có cái sự tương đối nhất định thôi à, nhưng mà cái việc mình cần làm á là mình theo dõi xem cái lực bán này nó có tiếp tục tiếp diễn trong những phiên tới hay không cái quy mô bán nó có lớn hay không hay nó sẽ tiếp tục hay là nó sẽ nhạt nó giảm trở lại để mình xem thử là cái lực cân trong nước nó có đủ sức nó hấp thụ lại hay không trong ngắn hạn thì cái lực cầu nội cái lực cầu đến từ nhà tôi trong nước là tự doanh và cá nhân trong nước á thì nó vẫn đang có cái mức hấp thụ tốt khi mình thấy là phiên hôm qua khối ngoại vẫn bán từ đầu ngày nha do thị trường mình vẫn kéo rất tốt tăng 18 điểm rồi phiên hôm nay khối ngoại bán hơn một à, bán gần 1.600 tỷ nhưng thị trường mình giảm có hơn 4 điểm thôi thì thực tế mình vẫn đang có cái trạng thái hấp thụ tốt các cổ phiếu nó vẫn neo giá tốt và giai đoạn sắp tới á dòng tiền trong nước nó sẽ được hỗ trợ bởi cái lượng tiền mà gửi lãi suất cao năm ngoái chị. Năm ngoái thì uh, cái nền lãi suất nó vẫn cao thì cái lượng mà gửi tiền năm ngoái nó sẽ bắt đầu đáo hạn. Thì khi mà đáo hạn mà trong cái bối cảnh mà lãi suất nó đang ở cái nền thấp như hiện tại á thì chứng khoán nó vẫn là một cái kênh đầu tư hấp dẫn. Thì mình sẽ kỳ vọng cái dòng tiền nội, dòng tiền nội sẽ tiếp tục cân lại lực bán từ khối ngoại nhưng mà tất nhiên nếu như nó vẫn cứ tiếp tục bán bán như phá mãi hay này bán liên tục liên tục bán với giá trị lớn như vậy thì lực cầu trong nước nó cũng sẽ đến một cái mức giới hạn nên đó là lý do vì sao mà mình cần phải theo dõi kỹ quan trọng là cái lực bán nó có tiếp diễn hay không và quy mô nó có giảm đi hay không Đây còn trước mắt thì đánh giá khả năng đây là do cái hành động nó rút tiền về nó rút tiền về chứ không phải là đầu cơ nữa đặc biệt là đây là giai đoạn nhạy cảm giai đoạn cuối năm rồi chị sắp chốt nát rồi ha còn về kỹ thuật á thì thực ra cái xu hướng thị trường mình hiện tại nó chưa có quá nhiều thay đổi. Xét về góc độ xu hướng á, kể cả phiên hôm qua và phiên hôm nay thì thị trường mình nó cũng chưa có nhiều thay đổi khi mà chỉ số vẫn đang giằng co trong cái biên độ sideways. Với biên dưới rất là quen thuộc, qua 1075 đến 1080. Anh chị nhìn ở khung đồ thị 1 giờ thì mình sẽ thấy rõ hơn nè. Biên dưới qua 1075 1080. Biên trên qua 112x đến 1130. Đấy, nó hình thành hai cái biên rất là rõ để khi mà cứ chạm biên trên là chỉnh chạy miên dưới là bật thì cho đến phiên ngày hôm nay thị trường mình nó vẫn đang ở trong cái vùng này và khi chưa xác nhận bức thoát được khi thị trường mình nó chưa xác nhận nó bức thoát ra khỏi được cái biên độ sideways quay này á thì nó vẫn sẽ phải đối diện với cái áp lực bán ở quanh cái vùng biên trên đây nó vẫn sẽ phải đối diện với cái áp lực bán ở vùng 112 x thôi chị đó là điều khó tránh khỏi đây à mình chưa vượt được thì bắt buộc mình phải xử lý ở cái vùng cảng này mình phải đối diện với lực bán quanh đây à, mình thấy là trong ngắn hạn mặc dù hôm qua thị trường mình tăng rất là tốt anh chị nhìn cho em ở cái khung đồ thị 5 phút nè hôm qua thì thực tế thị trường mình vẫn tăng rất tốt nha đây tăng rất là tốt tăng rất là tốt cuối ngày tăng đâu đó là khi nó tiệm cận về là qua một là thời điểm nó tăng gần 22 điểm nhưng mà chỉ số nó vẫn có một cái áp lực bán tương đối quanh cái ngưỡng một x đây mặc dù là mình tăng tốt mình có những cái trạng thái tăng và hưng phấn cuối ngày nhưng mà thực tế á, thì thị trường của mình nó vẫn gặp phải cái áp lực chốt quanh ở cái ngưỡng là một một hãy đây cận một một thì nhanh chóng bị bán ngược trở lại cái bằng chứng nó được thể hiện qua điều gì anh chị nhìn nó không được thì một giờ nè cái lúc mà mình đi từ một một mà lên tầm một hai hai một hai thấy không thì volume nó tăng lên rất nhanh volume nó tăng lên rất là nhanh nhưng mà giá thì nó lại chững lại đây bắt đầu chạm về vùng này giá chững lại nhưng mà volume nó tăng lên thì nó thể hiện điều gì nó cho thấy là có một cái lượng cung bán chặn phía trên đấy khi mà volume tăng nhưng mà giá bắt đầu nó không có tiếp diễn tương ứng khi mà thị trường mình đã chạm về cái ngưỡng một một hai x trong khi lúc đó thì tâm lý chung đang rất là phô mô cái phiên ngày hôm qua nó khác với những cái phiên tăng 18-19 điểm trước đó là phiên ngày hôm qua ít cổ phiếu nằm, ít cổ phiếu tăng trần nha anh chị thậm chí nhóm chứng khoán không có con nào trần nổi nó thể một điều rằng có cái được cung chặn phía trên và hôm nay cái lượng cung này nó tiếp diễn nó tiếp diễn khi thị trường mình cũng có cái nhịp bật đầu ngày về là quanh một hai x nhưng mà sau đó nó nhanh chóng nó bị bán nó quay trở lại nó kiểm tra cái ngưỡng một một không nó quay trở lại cái ngưỡng thấp nhất trong phiên ngày hôm nay là đâu đó quanh tầm một một không nhưng mà vẫn có một cái lượng cầu hấp thụ giúp cho nó rút chân nhẹ cuối ngày đây là cái cái, cái trạng thái thị trường phiên hôm nay tức là cái cái lượng cung mà chặn trên phiên ngày hôm qua nó tiếp tục đè bán hôm nay nó khiến thị trường mình quay ngược về lại một một không nhưng mà khi mà về lại một 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 không á thì là có một cái lượng cầu đối ứng với chỉ số mình đã bật lên đấy thì đó là một cái điểm cộng cho thấy là cái lực cầu vẫn có sự hấp thụ có điều là chưa chấp nhận nó tiếp diễn hơn ở tiếp tiếp diễn lên là những vùng giá cao nhưng mà lưu ý mặc dù mình thấy được rằng viên đất của mình xu hướng chưa thay đổi cái thị trường chung của mình xu hướng chung nó chưa thay đổi nó vẫn dao động trong cái biên độ đi ngang là một 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 không bảy đến tầm 11 x Nhưng mà bắt đầu có một số cổ phiếu nó đã nỗ lực nó thoát ra khỏi nền với cái sự ủng hộ của dòng tiền. Và đặc biệt đó là những cái cổ phiếu thuộc dòng chứng khoán như là VND. Nỗ lực bứt thoát ra nền giá 2022. SS. Nỗ lực bứt thoát ra khỏi nền giá đâu đó là quanh tầm 17 đến tầm 19. Rồi có MBS nỗ lực bứt thoát ra khỏi nền giá quanh tầm 20 đến tầm 22. Đấy, thì nó là một cái tín hiệu, một cái signal quan trọng cho thấy khả năng thị trường chung của mình nó có cơ hội nó vượt được cái nền giá này. Vì sao em nói như vậy? Vì sao nó nói thị trường mình nó có cơ hội? Tại vì cái vận động của thị trường á nó sẽ được cấu tạo bởi vận động của các nhóm ngành, bởi vận động của các cổ phiếu. Trong đó, nhóm chứng khoán nó lại là một cái nhóm có vai trò dẫn dắt khá là tốt. Nên thị trường mình, anh chị hình dung nha, thị trường mình được cấu tạo bởi vận động của các nhóm ngành, bởi vận động của các cổ phiếu thì để mà nó muốn vượt nền thì chắc chắn phải có ít nhất một nhóm ngành có tín hiệu vượt nền, phải có ít nhất là một cổ phiếu có tín hiệu vượt nền. Đấy thì khi bắt đầu xuất hiện các cái cổ phiếu nó vượt nền được á thì thị trường mình sau đó nó mới có cái cơ hội nó vượt lên được và đặc biệt các cái cổ phiếu đang nỗ lực vượt nền đầu tiên nó lại là, là cái nhóm chứng khoán một cái nhóm có độ nhẹ rất cao và có tính dẫn dắt nên đó lý do vì sao mà mình kỳ vọng rằng đó là tín hiệu cho thị trường mình có thể vượt nền. Và trong ngắn hạn mình sẽ chú ý cho em, Phiên ngày mai là phiên hàng T cộng về của cái lượng mà FOMO giá cao Cái lượng FOMO giá cao giúp cho các cổ phiếu này nó vượt nền Ví dụ như cái lượng hàng FOMO giúp cho cổ phiếu VND Nó vượt ra khỏi ngưỡng 22 Và phiên hôm đó thì vượt với khối lượng rất là lớn nha Thì nó là một cái nhịp cũng gọi là có cái sự ủng hộ về volume Thì nếu như mà phiên hàng T cộng về Các cái cổ phiếu nó vẫn neo được giá ở trên biên trên Ví dụ đối với VND Bên trên là quanh 22 thì nếu như mà Vinny vẫn neo được trên 22, SXS vẫn neo được giá trên 19, NBS vẫn vẫn neo được giá trên tầm 22.5 thì đó là một tín hiệu cho thấy lực cầu đang chấp nhận hấp thụ là lượng cung quanh đây. Mặc dù là có các được bán ở vùng bên trên thì đó cho thấy ở à, thì khả năng cao thị trường mình nó sẽ tiếp diễn đà tăng được. Nó sẽ tiếp diễn đa tăng được, nó có thể nó vượt ra khỏi cái nền này và nó tiến về lại những cái vùng kháng cự mạnh hơn tiếp theo mình có hai cái vùng kháng cự rất là mạnh rất là dày ở trên đầu vùng thứ nhất là quanh vùng 1145 đến 1150 và vùng thứ hai là quanh tầm 1195 đến tầm 1200 đây là hai cái gác được xem như là kháng cự rất là mạnh nha thực tế thì cái ngưỡng 113 x anh chị nó không phải là kháng cự mạnh đây chỉ là một cái vùng mà chỉ số nó dừng chân trở lại sau cái nhịp bùng nổ theo đà ngày 8 tháng 11 nó có cái sự gọi là lưỡng lự trở lại của cầu chứ thực tế một một nó không phải là vùng cung mạnh vùng cung mạnh của mình là hai cái gác này nè hai cái gác đao này nè gác thứ nhất là quanh một một bốn đến tầm một một và gác thứ hai là quanh một chín đến tầm một nghìn hai đây là hai cái kháng cự thực sự mạnh và trong ngắn hạn nếu như mà hàng t cộng về các cổ phiếu tiêu biểu của dòng chứng khoán vẫn neo giá được thì khả năng cao thị trường mình có thể nó sẽ vượt được cái nền ngắn này và nó tiếp diễn về cái vùng kháng cự tiếp theo là quanh một bốn đến tầm một năm Tại vì khi mà nhóm chứng khoán anh chị <laughs> nó đã thể hiện cái sự chủ động hấp thụ nó đã tự tin chấp nhận nó hấp thụ hàng quanh đây thì nó sẽ có cái lực nó giúp cho các nhóm ngành khác tự tin hơn trong cái việc tiếp diễn đà tăng tại vì thực tế nhóm chứng khoán á nó là cái nhóm nhạy nhất thị trường nó cái nhóm có tính gọi là một cái nhóm chỉ báo cho thị trường nên các cái ông khác á, trong một giai đoạn mà trống vắng thông tin, trong một giai đoạn mà có cái sự lượng lự về cung cầu như hiện tại thì họ cũng sẽ nhìn vào nhóm chứng khoán. nên một khi mà nhóm chứng khoán nó hút tiền vào được thì nó sẽ lan tỏa được. đó là lý do vì sao mẹ nói là các cái cổ phiếu vượt nền vừa rồi, các cổ phiếu chứng khoán vượt nền vừa rồi nó là một cái tín hiệu quan trọng cho đánh giá xem cái khả năng thị trường mình nó có thể nó vượt nền hay không. còn ngược lại, sau một cái phiên tăng vượt nền với cái sự ủng hộ của volume, cái volume phiên ngày hôm qua rất lớn nha chị. Ví dụ đi vượt 22 volume rất là lớn này. Mà nó nhanh chóng nó bị bán ngược lại Nó không giữ giá được Ví dụ như Vin đi nó chua ngược về lại dưới giá 22 Đây nó chua ngược lại Thì khả năng cái phiên ngày ngày 4 tháng 12 Nó sẽ mang tính chất là một cái nhịp bull trap Và khi đó thị trường mình nó sẽ chưa thoát ra khỏi được cái nền giá này Mà nó vẫn tiếp tục sideways thôi nó vẫn tiếp tục sideways thôi Em nói nó tiếp tục sideways Chứ em chưa nói nó giảm mạnh vì sao tại vì trong cái bối cảnh mà hiện tại vĩ mô cũng đang khá là ổn định dần và chứng khoán thế giới nó vẫn đang tăng tốt nó vẫn đang trong một cái xu thế tăng tốt thì tất nhiên tối hôm qua chứng khoán thế giới nó có cái nhịp điều chỉnh giảm nhưng mà anh chị nhìn theo cái xu hướng đi đây anh chị nhìn cho em ví dụ Dow Jones nó vẫn đang là một cái đà tăng rất là tốt đây nó vẫn đang là uh, một cái đà tăng khá là tốt trong ngắn hạn hoặc là cái con Nasdaq đi đây, nó start. đây trong cái hạn thì nó vẫn mặc dù hôm qua điều chỉnh nha nhưng thực tế thì nó vẫn đang là một cái nhịp tăng rất là tốt đấy thì trong cái bối cảnh mà xu thế thế giới vẫn đang đà lên thì em có nói là mọi người là tạo lập họ cũng sẽ khó chỉnh sâu vì họ cũng sợ mất hàng họ cũng đang sợ mất hàng có thể là mất hàng vào tay cá nhân hoặc là mất hàng vào tay khối ngoại khi mà nó có những mức điều chỉnh về giá thấp trong khi thế giới nó vẫn ổn định đấy nên giai đoạn này nếu như nó chưa vượt được thì trước mắt nó vẫn sideways thôi nó vẫn sideways thôi và 1075 là chốt chặn chứ em chưa view là nó không vượt được nó sẽ chỉnh sâu ngay đó là trong cái hạn chị cần quan tâm cho em mình sẽ có một cái signal mình sẽ có một cái tín hiệu đến từ các cổ phiếu mà vượt này ngày hôm qua đặc biệt nó là những cái cổ phiếu dòng chứng khoán một cái dòng một có độ nhạy cao vì hôm nay mặc dù thị trường mà nó có sung lắc đấy nó sung lắc nó giảm hơn 4 điểm nhưng mà chưa có gì xấu nha anh chị thực ra nó vẫn là một cái nhịp điều chỉnh bình thường thôi nó là một cái nhịp sung lắc nhẹ sau một chuỗi à, sau một cái cái, cái phiên tăng nhưng mà phiên ngày mai á thị trường mình cần thể hiện được cái sức mạnh cầu tiếp diễn nha. Phi hôm nay không quan trọng, do phi ngày mai nè. Thị trường mình cần phải thể hiện được cái sức mạnh cầu tiếp diễn. Nó cần phải giữ giá được. Tại nhiên em nói, đặc biệt là những cái cổ phiếu mà nỗ lực vượt nền ngày hôm qua, thì phải giữ giá được. Cho thấy là nó không muốn tạo điểm mua giá rẻ cho nhà tư. Còn trong trường hợp nếu như mà nó tiếp tục nó lên xình nó điều chỉnh, ví dụ như ngày mai nó chưa cần chỉnh mạnh, nó có thể chỉnh tầm ba bốn điểm tiếp chẳng hạn nhưng mà nó là một tín hiệu xấu nha chị tại vì nó cho nhà tư cơ hội mua giá rẻ thì khả năng cái cây bùng nổ ngày 4 tháng 12 nó không đến từ lực cầu chủ động nó sẽ mang tính buôn trát và khi đó như mình nói với nhau á là khả năng ca thị trường mình nó sẽ tiếp tục tiếp diễn cái, cái đặc tính sideways và anh chị nhớ một cái một cái đặc điểm quan trọng của vùng sideways là gì là những cái gáp tăng nó sẽ bị lấp lại tức là cái gáp tăng ngày hôm qua quanh tầm 11 không đến tầm một một nó sẽ bị lấp lại đấy nên trong ngắn hạn phiên ngày mai thì em vẫn là một phiên nên tiếp diễn còn nếu như là tiếp tục linh sình giá thấp á, thì khả năng gap này sẽ bị lấp lại theo đúng đặc tính của vùng sideways còn giảm sâu thì em chưa chưa view giảm sâu mà trong ngắn hạn thì nếu như nó chưa vượt được á thì dao động càng lâu á thì lượng cung kẹp hàng nó sẽ càng tích lũy và phía sau nó cũng sẽ có rủi ro là có một nhịp rũ xuống đấy thì đêm qua như em nói chứng khoán nó chứng khoán thế giới có một nhịp lắc này ở chứng khoán thế giới có một cái nhịp sung lắc Khi mà Dow Jones nó thì giảm khoảng 41 điểm Nasdaq thì giảm khoảng 119 điểm Thì nó có một cái nhịp sung lắc ngắn Nhưng mà nhìn lại thì các cái chỉ số của chứng khoán thế giới Nó đều đã có một cái chuỗi tăng rất là dài Thì cái mức độ điều chỉnh này so với nhịp tăng vừa rồi vẫn rất là thấp Vẫn là một cái nhịp sung lắc bình thường quanh đỉnh Nên nhìn chung nó chưa có ảnh hưởng gì đến chứng khoán Việt Nam Nó chưa ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý nhà tôi trong nước Và thực ra đoạn vừa rồi anh chị thấy á là Việt Nam mình thực tế nó vẫn có cái mức biến động tách biệt khỏi thế giới. chứ nếu như mà Việt Nam mình mà nó đồng pha với thế giới chị, nó thực sự đồng pha với thế giới á thì khi mà Dow uh, khi mà Nasdaq về cận cái vùng đỉnh tháng 9 vừa rồi á thì Việt Nam mình đã về được đâu đó là quanh nghìn hai rồi chứ không phải là đang loay hoay ở quanh một nghìn như bây giờ đâu, quanh một nghìn như bây giờ đâu. đấy nên thực ra đạn vừa rồi mình đã, đã tách biệt khỏi cái biến động của chứng khoán thế giới rồi, không phải là Dow Jones tăng ngày hôm sau mình tăng không phải là Dow Jones giảm ngày hôm sau mình, mình giảm mà cái đà tăng tốt của chung hay thế giới nhìn theo góc độ á, là cái vai trò tạo động lực cầu cho xu hướng chung của viên đắc của mình ở góc nhìn trung hạn hơn là ngắn hạn từng phiên thế thì nó thực tế thì chung hay thế giới nó vẫn tăng mạnh như vậy á, thì nó sẽ khiến cho viên đắc của mình khó giảm mạnh thì vì nếu như giảm xuống á, trong bối cảnh thế giới vẫn đang ổn thì ngay lập tức sẽ có lực cầu vào đó là lý do vì sao mình đánh giá rằng nếu thế giới vẫn neo được trend á, thì việt nam mình sẽ không giảm mạnh có thể nó sẽ xoay quay thôi À, còn ngắn hạn thì mình đã tách biệt khỏi cái uh, biến động rồi nó không có cái tương quan quá nhiều nên chị cũng đừng có quá lo lắng nhiều thấy hôm qua chứng khoán nó dễ giảm chẳng hạn thì lo ngại rằng việt nam mình sẽ đảo chiều thì nó không có như vậy đó là về việc à, đó là về diễn biến hiện tại nha tóm lại phiên hôm nay có ba có một số điểm quan trọng thứ nhất á, là cái lực bán từ khối ngoại là một lực bán đột biến mình cũng không nên chủ quan mình sẽ cần theo dõi trong những cái phiên tới xem thử là cái gọi là cái mức độ bán nó có tiếp diễn hay không và cái quy mô bán nó có lớn hay không và để từ đó đánh giá xem cái lực cầu trong nước nó có đủ, có đủ lực nó cân hay không trong cái hạn thì tự doanh và cá nhân trong nước vẫn đang nỗ lực cân lại và cái lực cầu trong nước thì nó sẽ được bổ trợ bởi cái lượng tiền gửi đáo hạn lãi suất cao năm ngoái bắt đầu đáo hạn vào cuối năm nay đó là cái động lực trong bối cảnh là lãi suất thấp thì chứng khoán giới, chứng khoán nó vẫn là một cái kênh đầu tư hấp dẫn yếu tố thứ hai là xuống thị trường hiện tại đất của mình xuống chưa thay đổ khi mà nó vẫn dao động trong cái vùng đi ngang thế này với bên dưới là 107 x và bên trên là 12 x à, cái việc mà Vinac có vượt được cái nền này hay không thì mình sẽ cần theo dõi ở vận động các nhóm ngành ở vận động các cổ phiếu và đặc biệt là các cái cổ phiếu dòng chứng khoán đã có tín hiệu vượt như là VND uh, như là MBS, như là Ss thì nếu như các cổ phiếu này mà nó hấp thụ hành T cộng về nó vẫn giữ giá tốt á, thì đấy là một cái tín hiệu cho thấy là lực cầu vẫn chấp nhận nêu giá cao không cho nhà tư cơ hội mua giá thấp uh, và khả năng khi đó nó sẽ tạo cái đà cho các nhóm ngành khác Tại vì chứng khoán nó là một nhóm ngành có có độ nhạy cao, có tính dẫn giác tốt nên nếu như mà chứng khoán vẫn tự tin hấp thụ quanh đây thì nó sẽ lan tỏa dòng tiền sang bất động sản, sang thép, sang ngân hàng chẳng hạn, sang những nhóm mít cát chẳng hạn và giúp cho thị trường mình có thể vượt cái nền này. Tiến về lại những cái vùng kháng cự mạnh tiếp theo. 113X không phải là kháng cự mạnh, kháng cự mạnh thực sự của mình á, một cái vùng cung dài á là quanh 1145 đến 1150, 155 và tiếp theo là quanh 1195 đến tầm 1200. Đó là hai cái ngưỡng thực sự gọi là cái vùng cung dài. Rồi. Về cái chiến lược thì như em nói cái mấu chốt ngắn hạn mình vẫn, vẫn cần phải theo dõi cái lực bán ở vùng biên trên ở anh cái ngưỡng một hai x tại vì trong cái hạn lực bán qua đây vẫn mạnh nha thì nếu như á à, đặc biệt là theo dõi các cái cổ phiếu đang cho tín hiệu là bắt nền như là vindi mbs SSS nếu như các cổ phiếu này nó vẫn fail, nó vẫn bị bán ví dụ như vindi chu ngược về dưới 22 chẳng hạn nó vẫn vượt fail á thì mình vẫn sẽ tuân thủ theo cái chiến lược đối với vùng sideways nếu nó vượt fail thì đồng nghĩa với việc thị trường mình chưa vượt nền được mà vẫn tiếp tục cái biên độ sideways. Thì khi đó sideways thì mình sẽ tuân thủ đi chiến lược sideways là trading theo biên, mua biên dưới, bán biên trên. Còn nếu như bắt đầu là mình thấy những tín hiệu tốt hơn, các cổ phiếu này neo giá và dòng tiền sau đó lan tỏa sang những nhóm khác á, cho thấy khả năng thị trường mình nó có cơ hội nó vượt đỉnh. Thì mình sẽ không cần bán vội các cổ phiếu ở biên trên mà mình có thể nắm tiếp và mình nâng chặn lãi lên dần. Có thể nâng về giá vốn, có thể nâng về những người hỗ trợ quan trọng. Và khi thị trường mình nếu như nó vượt nền được nó tạo cái trend mới thì lần lượt các nhóm ngành nó sẽ được kéo nha một khi mà đã có trend lên á thì phần lớn các nhóm ngành nó sẽ được kéo có thể là kéo trước hoặc là kéo sau thôi thì khi đó mình mua mới hoặc là mình mua thêm á thì mình sẽ canh thứ nhất có hai tình huống một là đối với các cái nhóm ngành nó đã, đã tăng tốt á thì sẽ canh cái nhịp điều chỉnh ngắn của nó hoặc là cái nhịp tích lũy trở lại của nó nó sẽ có hai hướng một là đối với những nhóm ngành đã tăng tốt thì mình canh cái nhịp chỉnh hoặc là cái nhịp tích lũy hoặc là cái nhóm thứ hai là những cái nhóm mà chưa tăng được nhiều ở đạn vừa rồi vẫn đang ở gần nền tích lũy, ví dụ như nhóm thủy sản đi. Đây nhóm thủy sản là nhóm mà đạn vừa rồi chưa tăng được nhiều mà ở cái nền tích lũy phía dưới nè. Nhóm dệt may cũng vậy. Đây, hay là nhóm năng lượng thực tế, nhóm năng lượng vẫn ở cái vùng nền dưới nè. Đấy thì mình sẽ những cái nhóm mà chậm hơn thì mình sẽ cũng canh mua được. Tại vì nếu như em nói rồi, thị trường mình nó tạo được trend á thì phần lớn các nhóm ngành nó sẽ kéo. Các nhóm khỏe có thể kéo trước nhưng sau đó thì các những những cái nhóm khác nó cũng sẽ lần lượt nó lên nên mình chưa mua được những cái nhóm khác à, những cái nhóm khỏe thì mình hoàn toàn có thể chuyển hướng sự chú ý sang những nhóm mà đang gần nền vì căn bản kiểu gì nó cũng kéo thôi nếu thị trường mình tạo trend lên còn nó chưa tạo trend lên được nó sideways thì mình vẫn theo cái chiến lược là trade trading mua bên dưới bán bên trên rồi đó là về thị trường chung cái chiến lược hiện tại mình sẽ đi sơ qua một số nhóm ngành tiêu biểu để anh chị nắm được cái vận động ha thứ nhất là nhóm chứng khoán chú ý cho em những cái con này đầu tiên như vindi à, Uh, thì chú ý cho em mốc 22 thôi mốc 22 là cái mốc mà nên giữ được đoạn này nếu như mà Vin đi giữ được 22 á à, thứ nhất là tạo động lực cho thị trường và thứ hai là nó cũng sẽ tiếp diễn được đà tăng nó tiến về là cái ngưỡng kháng cự phía trên là quanh tầm giá 24 ha cái gap down này gap down ngày 22 tháng 9 là một cái gap là một cái cảnh rất là mạnh đối với hầu hết cổ phiếu dòng chứng khoán đạn này nha anh chị không riêng VND đi đâu như con SSI cũng vậy nè SSI này nó có cái gap down cái cảnh rất mạnh là cái gap ngày 22 tháng 9 quanh tầm ngưỡng giá là 34 thì chú ý cho em thì phiên ngày hôm qua SSI cũng có volume khá là lớn và tạo đu nến trên Thì với vận động ngắn hạn thì thêm con SSI nó không nên quay đầu về dưới 33 một nhịp nữa Nếu như mà quay đầu về dưới 33 thì xem như là nhịp này chưa có khả năng vượt được nền và nó vẫn sẽ dao động đi ngang ở quanh đây Tức là khả năng sẽ quay về biên dưới quanh tầm 30x Đấy, nếu mất 33 khả năng sẽ quay về 30x và vẫn dao động sơ quay trong vùng 30 đến 33 SSI thì nó có một cái điểm đặc biệt là chú ý cho em cái phiên ngày hôm qua nó đã có cái sự chủ động ăn là cái gách đao ngày 22 tháng 9 nó đóng nến được là cái gap down này là quanh tầm giá là 19 đến tầm 19.2 và cái việc nó đóng nến được trên 19.2 thì là cầu có sự tự tin và chấp nhận ăn lại hàng quanh đây luôn thì nếu như trong ngắn hạn mà con SS nó vẫn nỗ lực nó hấp thụ được nó giữ giá được trên 19.2 thì cảng nó sẽ vượt đỉnh nha tại vì thực tế cái cản mạnh của SS trong ngắn hạn không phải là cái vùng đỉnh 20 mà chính là cái gap down này cái vùng đỉnh 20 này chị để ý cho em volume rất là thấp đây volume ở vùng đỉnh này nó rất là thấp Đấy, nhưng mà cái volume của cái gap down này nó rất là lớn Đấy, nên cái gap down này mới thực sự là cản mạnh Nên trong cái hạn nếu như mà phiên ngày mai nó vẫn nỗ lực chấp nhận giá trên 19.2 Thì em nghĩ nó có cơ hội nó vượt đến 20 luôn Và nó tiến về những cái vùng tiếp theo như là 22 chẳng hạn Còn trong cái hạn nếu như nó vẫn bị chốt ngược về lại dưới 19.2 Thì là cái lực cung quanh gap này nó vẫn rất là lớn Thì khả năng nó sẽ sideways quay trở lại Chứ nó chưa đi lên xa được Và nó cũng sẽ khiến thị trường mình à, gọi là sai quay trở lại luôn MBS là mốc giá 22.5 Đấy, còn cái vùng cản tiếp theo của nó ngắn hạn là quanh tầm 24 này Nó cũng là cái gap down ngày 22 tháng 9 ở quanh tầm giá là 23 năm à và cái cản mạnh là cái đỉnh trước đó của nó là quanh tầm giá 24 năm đến 25 Rồi... Um HCM, HCM thì vẫn là cái biên tầm 28 30 31 thôi. Thì trong cái hàng thì nó đang gặp các lực cung ở quanh cái ngưỡng tầm 31 này. Thì chị chú ý chú ý cho em sau cái nhịp bận ngày hôm qua thì mọi người có thể nâng cho em cái stock lên 30. Thì nếu như mà quay đầu về dưới 30 thì khả năng sẽ quay về lại tầm giá 28 và sẽ quay tiếp. Vix. Vix thì biên trước đó là quanh 15 năm đến tầm 17 năm thì phiên ngày hôm qua vượt lên volume rất là lớn nhưng mà cái đây là mỗi nhịp chớm vượt thôi mỗi nhịp chớm vượt nên mình sẽ cần test hàng cộng t cộng về nếu như hàng t cộng về mà con vix vẫn nỗ lực giữ giá trên 17.5 thì khả năng nó sẽ có động lực nó tiếp diễn về cái gáp trên này nữa là ở quanh tầm giá là 18.5 đến là 19 nó có cái gáp bên đây này gáp 22 tháng 9 vẫn là một cái cản rất là mạnh đối với hầu hết cổ phiếu dòng chứng khoán nha cts cts cũng vậy cts thì chú ý cho em cái đu nến hôm qua hơi dài thì với cái việc mà đuôi nến dài và volume cao á mở gáp volume cao nhưng mà tại đủ nến trên dài thì nó vẫn có những cái rủi ro test gap lại nha trong cái hạn chú ý cho em nó nên giữ trên mức giá 28 sẽ tốt hơn còn nếu như quay đầu về dưới 28 khả năng sẽ test lại cái gap cái gap up này quanh tầm giá 27 năm trong cái hạn nếu như phiên ngày mai vẫn nỗ lực giữ giá và thậm chí là quay về tầm giá 29 á thì khả năng rất cao nó có thể tiến về lại tiếp cái gap trên này là quanh tầm giá 30x đến tầm giá 31 FTS thì vẫn dao động ở quanh cái vùng đỉnh trước thôi Thực tế thì vùng này nó cũng sẽ không có vượt ngay được Tại vì anh chị để cho em volume giai đoạn vừa rồi của con FTS nó rất là lớn để Volume ở quanh vùng quanh tầm 44-45 rất là lớn Nên nó sẽ cần thời gian xử lý quanh đây Nó khó vượt ngay được BSI thì sau khi mà vượt à, vượt đỉnh một cái gáp á, Thì gáp này sẽ trở thành hỗ trợ ngắn hạn Gáp này nó sẽ không nên được lắp lại nha Lắp lại thì xem như là phủ nhận hoàn toàn cái lực cầu của cây này Khả năng sẽ chui ngược về lại tầm giá dưới 42 dưới đây trong cái hạn thì gáp quanh tầm 46 năm sẽ là hỗ trợ quan trọng của BSI đối với anh chị đang nắm giữ còn mua mới thì vùng này em nghĩ là sẽ không mua mới không có điểm đẹp để mua mới đâu rồi đấy là dòng chứng khoán dòng bất động sản đi dòng bất động sản thì chú ý cho em hôm nay có DSG là cổ phiếu nổi bật nhưng mà nhìn chung DSG dù có tăng tốt á nhưng mà bản chất nó vẫn chưa vượt ra nền được nó vẫn dao động ở vùng nền quanh tầm 19 19 2 anh chị để cho em volume nè hôm qua là một phiên tăng 4 nhưng mà volume thấp ngày hơn thấp hơn ngày hôm nay cho thấy là bắt đầu là volume tăng nhưng mà giá đang tăng không tương xứng cái kết quả tăng giá đang không đồng thuận với nỗ lực tăng giá thì một điều rằng có áp lực cung chẳng bán quanh 21 lần mạnh thực tế đây là cái biên trên nó cũng khá là gần cái gap down này rồi nên nó cũng khá là gần cái gap down này rồi nên em nghĩ là cái áp lực cung là không thể nào tránh khỏi được ở quanh cái ngưỡng mươi 21 năm 22 đối với con DSG áp lực cung là cái điều không thể nào tránh khỏi thì mình cứ tiếp tục theo dõi nỗ lực hấp thụ quanh đây thôi vùng này thì mua mới nó sẽ lực nó sẽ hơi lưng chừng nha thì vì căn bản thị trường mình nó chưa vượt nền được nó vẫn đang nằm trong cái vùng sideways, viên đất của mình vẫn đang nằm trong cái vùng sideways thì chiến lược chủ đạo vẫn là mua biên dưới bán biên trên nên mình cũng sẽ hạn chế làm cái điều ngược lại cho đến khi thị trường mình có những tín hiệu mới về cái việc vượt nền Ví dụ như những cái cổ phiếu dòng chứng neo giá tốt, còn ở vùng này nó khá là lưng chừng. Anh chị mua thì hoàn toàn nếu như thị trường mình đã chưa vượt nền được nó xoay quay thì mình sẽ chịu được một cái nhịp xung lắc, một cái nhịp xung lắc quay về lại tầm 19 là khoảng 7 đến 8%. Để nên vùng này thì em nghĩ là nắm tiếp được để theo dõi cái lực bán nhưng mà mua mới thì nó sẽ khá là rủi ro ha. DG cũng vậy, DG thì hầu như bất động sản thì đang quay về test lại biên trên, test đỉnh đấy và nó gặp cái những cái vùng cung rất là mạnh nha như DG vùng này là cái vùng gap down ngày 22 tháng 9 Thực ra phiên ngày 22 tháng 9 đã khiến cho dòng bất động sản và dòng chứng khoán có những cái cản rất là mạnh. Đối với DG thì biên nó là quanh tầm 24 đến tầm 26 năm 27, thực tế vùng này muốn chốt bớt cũng được. Còn mua thì em nghĩ sẽ theo dõi vận động chung của thị trường luôn. Nếu thị trường mình vượt được nền á thì mình sẽ tự tin hơn. Còn vùng này đang lưỡng lự, đang làm cái vùng khá là nhạy cảm. Nam Long. Nam Long thì gần hỗ trợ. Này thì nó trong nền thôi. Ví dụ mua con này thì stop loss ngắn nó quanh 36 năm thì nếu chị nào chấp nhận thì mua. Còn ở vùng này thì nghĩa là gần nền, độ ra nó cũng không quá cao Có thể sẽ dao động biên hẹp thôi Chứ còn mà rũ ra chỉnh mạnh thì nó cũng không quá cao ở giai đoạn này Ntl sau khi vượt đỉnh thì cái mốc 29 sẽ là trở thành cái stop-loss ngắn nha Trước đó đây là cản, sau sau khi nó vượt lên nó sẽ trở thành hỗ trợ Cái stop-loss của nó là 29, anh chị đang cầm hàng thì chú ý cho em cái ngưỡng 29 này thôi Và mốc tiếp theo đang hướng về là quanh tầm giá là 32.x nha BR đang test lại đỉnh Sau cái nhịp mà Trước đó mình nói với nhau là cái lúc mà con BR nó ở nhịp tăng này nè Thì em nói là BR đang ở nhịp tăng số 1 Nên chỉ vì nó có bị chốt xuống mình cũng không cần phải quá vội vàng Khả năng rất cao nó sẽ bật vào một nhịp nó test đỉnh Rồi sau đó mới biết là nó có chỉnh mạnh hay không Thì đây là đang trong cái nhịp test đỉnh và đi kèm volume thấp thì không có quá rủi ro ha Thì đối với br BDR anh chị có hàng thì vẫn nắm được à, nhưng mà để mua mới thì vùng này nó sẽ khá là lưng chừng nha Tại vì bản chất nó đang ở cái biên trên rồi Nó đang ở đỉnh trước quanh tầm giá 29 Thì vùng này cái việc nó điều chỉnh thì sẽ gọi là bình thường Không có gì bất ngờ cả còn nếu như nó thực sự nó đủ khỏe mà nó chấp nhận nó vượt ra 29 á thì anh chị mua thêm cũng được, thậm chí mua mới. Tại vì nếu như nó đã vượt được nó vượt 29 á thì nó sẽ trống cung trên. Nó sẽ trống cung trên, còn hiện tại thì 29 nó sẽ trở thành cái vùng cản ngắn hạn. Và giá hiện tại về giá 29 thì nó không có lệch quá nhiều, nó tầm 3%, 3-4%. Nhưng mà nếu như nó vượt được 29 á thì phía sau là một bầu trời là một cái vùng trống cung ở trên đấy tại vì từ cái cái vùng giá nó gậy xuống đây á là ở vùng giá tầm 38-39 á thì ở cái khúc này không ai dám bắt cả nên nó không có lực cung kẹp hàng còn trong cái hàng nếu như nó vẫn bị fail ngưỡng 29 á thì khả năng sẽ tạo cái biên sideways quanh tầm 26 29 thì mình sẽ canh mua quanh 26 để mình trading thôi. Nên vùng này sẽ là cái vùng nhạy cảm ha, có thể chờ được. CO thì mình vẫn đang kỳ vọng nó sẽ quay về nó test đỉnh tầm 24 5 đến tầm 25. ITC hôm nay đã chạy rồi. Thực ra ATC thì em mua con này thì tầm uh, giữa cuối tháng 11. Đây nhóm khách hàng của em thì có nắm con ATC. À, ngày 17 tháng 11 thì em cho khách hàng mua dần ở quanh tầm giá 14 bắt đầu hôm nay tăng trần một phần là nó trợ lực bởi những cái thông tin liên quan đến Bình Dương á nhưng mà xong quá trình nén nó đã bật như vậy rất là tốt thì sau khi nó bật lên như vậy á thì mốc giá quanh tầm 14 nó sẽ trở thành cái hỗ trợ ngắn hạn nha anh chị sẽ vẫn nắm tiếp được cho em nhưng mà sau khi nó vượt lên như vậy kèm volume cao á thì mình sẽ lấy luôn cái stop loss của nó là cái ngưỡng quanh tầm 14 luôn cái ngưỡng mình nó nỗ lực đạn vừa rồi nó fail rất là nhiều nhịp nha anh chị nó fail vài nhịp này nó nó cứ chạm chỉnh chạm chỉnh rồi hôm nay nó mới chính thức nó vượt lên được nên sau khi nó vượt lên rồi thì mọi người sẽ nâng giang cái stop lên 14 còn ví dụ đối với phe muốn mua thì bình tĩnh chờ hàng phi hôm nay về nha bận giữ được trên 14 thì hãy mua Ở cái vùng vùng này mặc dù hôm nay nó tăng trần á nhưng mà nó cũng đang chạm với cạn ngắn này nó đang chạm với cạn ngắn quanh tầm giá 15 và nếu như nó vượt được 15 thì kỳ vọng nó sẽ quay về cái gap trên này là quanh tầm giá 16 ha đó là các cái vùng giá của IDC nè KDH thì vẫn đang hơi gọi là đang hơi đuối so với mặt bằng chung của ngành con này thì nó chậm thôi nó không có chỉnh sâu nhưng mà nó vận động nó hơi chậm thì con này nó vẫn đang trong nền chị vẫn follow cho em cái nền giá tầm 30 đến tầm 33 nha rồi đây là dòng bất động sản nè Nam Long thì cũng vậy Nam Long rồi à, dòng thép thì bắt đầu sẽ có cần một khoảng thời gian để xử lý đỉnh thôi tại vì dòng thép như Nam Kim em nói là cái con mà dẫn dắt cho dòng đoạn này thì chú ý xem Nam Kim nó nên trụ trên 23 sẽ tốt hơn nha Nam Kim nó nên lên trụ hai 23 sẽ tốt hơn, còn nếu như nó không giữ 23, khả năng nó sẽ có một đợt chốt xuống. Ờ à, đợt chốt xuống về tầm giá khoảng 21x và tất nhiên với cái form như thế này của Nam Kim á thì em nghĩ là rủi ro mà phân phối luôn gãy luôn trong một nhịp thì không cao, tức là ví dụ như bây giờ nó chỉnh á, nó gãy luôn, xác suất không cao mà nó sẽ có một nhịp bật lại nữa. Đấy, nó sẽ có một nhịp bật lại nữa, ví dụ nó chỉnh về tầm, nghĩa là tầm 21x đó thì nó cũng sẽ bật lại thôi. Nhưng mà trong cái hàng mình chú ý cho em cái ngưỡng 23, nên vì nếu như từ 23 mà về 21x thì nó cũng là một đoạn. Đấy. À, muốn mua con này thì một là nó sẽ tạo làm cái biên đi ngang quanh đây volume thấp còn không phải chờ cái đợt nó chỉnh xuống còn căn bản với cái form tăng thế này thì gãy luôn không cao nha xác suất gãy luôn không cao tại vì volume vùng này nó cũng không quá lớn và nếu như mà nam kim nó vượt được cái đỉnh này thì nó cũng là một trong những cái động lực dòng tiền cho dòng thép nói riêng và cho thị trường chung luôn tại vì đây là một cũng là một nhóm ngành có quy mô vốn hóa đủ lớn có sức tác động đến thị trường chung asean thì à đây vẫn đang rằng câu anh gáp này Nam Kim nó khỏe hơn Hoa Sen khi nó ăn lại được cái gáp rồi Còn con Nam Kim Còn con Hoa Sen thì chưa vượt được Đây chị để cho em Nam Kim này Cái gáp đao này nó là hấp thụ rồi Nó tụt từ rất là sớm rồi Còn ông Hoa Sen thì chưa vượt được Nên em vẫn phải xử lý thôi Những cái cây nến đuôi trên vôn, vôn, à, vôn, cao này Tại nến đuôi trên vôn cao gáp này Thì có thể cái gáp sẽ bị lấp lại nha Ví dụ đối với Hoa Sen thì khả năng nó sẽ test lại qua tầm giá là 21 năm một nhịp Tại vì gáp này không có quá uy tín Hà Phát thì vẫn đang xử lý cái vùng cung ngắn hạn quanh 27 thôi Vùng này thì không dễ vượt đâu Đây cái gác này không có dễ vượt đâu Nếu như mà vượt được thì nó hoàn toàn có thể về tầm 29 Trong cái hàng nó sẽ cần thời gian nó rằng cao quanh đây T là -h, H thì vẫn sau cái nhịp gãy nền vừa rồi Trước đó nó tạm cái nền giá này Nó tạm nền giá quanh tầm giá 8 đến tầm giá 9 á thì sau khi nó gãy nó vẫn đang nỗ lực quay lại nhưng mà khi nó chạm biên dưới của cái nền này nó vẫn có những cái áp lực bán nhất định này chạm chỉnh chạm chỉnh chạm chỉnh à, nên em nghĩ là nó sẽ cần tái tích lũy trở lại quanh em một nhịp để nó hấp thụ cái lượng cung VGS VGS thì vẫn đang rất là khỏe đang test đỉnh giống như Nam Kim có điều con này thì quy mô vén hát của nó không có đủ lớn như Nam Kim nên nó không đủ sức dẫn dòng mà nếu như mà Nam Kim vượt thì khả năng con tê lá này cũng sẽ vượt theo thôi à, dòng khu công nghiệp thì vẫn khỏe thôi dòng khu công nghiệp thì đa phần ví dụ như con ASC thì nó vượt đỉnh rồi thì mình cứ nâng cái stop lên đỉnh trước thôi con này là quanh tầm giá 42 à, và cái vùng tiếp theo mà nó đang hướng về á, là quanh tầm giá 47 48 ha <laughs> VGC cũng vượt đỉnh rồi này thì đối với cái form VGC thực tế nó đang trong nhịp số 1 nha nên đối với những cái dạng này cho dù nó có bị chốt xuống thì nó vẫn sẽ là anh chị có thể canh cơ hội để vào đánh ngắn được và ăn cái nhịp test đỉnh à, form này thì không gãy ngang đâu phong mà thì rất là khó gãy ngang mà nó sẽ còn một nhịp bật lại nữa đặc biệt là cái volume ở đạn vừa rồi nó không quá lớn dù ra về phân phối không cao có hai này nắm tiếp được nha kỳ vọng tiếp theo là quanh tầm 60 đến tầm 62 IDC thì biên độ nó là quanh tầm 48 đến 52 với vận động của HSC và KBC thì cũng kỳ vọng là IDC có thể vượt được tại vì thực tế thì so với con KBC thì còn IDC cái lượng cung kẹp hàng của nó sẽ không có nhiều bạn à, nên kỳ vọng nó sẽ vượt và sau đó nó cũng sẽ tạo động lực cho những cổ phiếu khác như là KBC có thể tiến về test lại quanh tầm giá là 34 x 35 thực tế phía hôm nay của con KBC là một phiên test cung khá là tốt nha chạm về hỗ uh, test lại bật lên volume thấp thì nếu như ngày mai tiếp diễn là tăng được giữ giá được ở trên tầm giá 32.5 á 32.7 á thì khả năng rất cao sẽ tiến về lại tầm 34x35 sau phiên ngày hôm nay thì uh, nên tiếp diễn nha không nên quay đầu nữa thì vì phiên hôm nay là một phiên test cung tiếp diễn nó sẽ đẹp hơn dầu thì hôm nay bật khá là sớm nhưng mà đa phần các cổ phiếu nó chạm về những cái vùng cản mạnh nên nó bị chốt ngược thì đối với dòng dầu á đạn vừa rồi em có nói mọi người nên chú ý những cái cổ phiếu dòng bv như bvs bvd bvc vì nó có câu chuyện về dự án lô b nó có những câu chuyện riêng còn nếu như mà chỉ đánh dựa vào giá dầu thì đạn này sẽ khó thì vì giá dầu nó sẽ khó có biến động mạnh ví dụ như chị thấy là bsr oi hôm nay thì nó vẫn giai động rất là bình thường nó không có gì nổi bật những cái ông mà có câu chuyện riêng như bvd bvc bvs vẫn tăng rất là tốt đối với bvs thì mọi người có thể nâng cho em cái stop loss ngắn lên tầm giá 39 để theo dõi nha tại vì vùng đây là vùng đỉnh thời đại không dễ vượt đâu nhưng một khi nó vượt được á, thì nó sẽ làm một cái rất là khác nó sẽ mở ra một vùng da mới bvd thì em nói rồi vùng tầm 29 chín 30 là cái vùng mọi người có thể chốt bớt tại vì đó là một cái vùng mà nhìn volume đạn trước đây rất là dài nên cung nó sẽ khó vượt trong một nhịp lắm BVC BVC thì hôm nay vẫn giữ giá căn bản thì vôn vào ở trong cái hàng với lực này thì vùng tiếp theo kỳ vọng là quan tầm giá 18 x nhưng mà sau cái nhịp bật thế này thì không nên quay đầu về dưới giá 15 nữa nha ngân hàng thì trong cái hàng cũng chưa có gì quá nổi bật nó vẫn là một cái nhóm ngành mang tính giữ nhịp thị trường là chính thôi thì đối với dòng này như là VBANG, VBANG nén hôm qua chớm vượt nhưng hôm nay bị phủ nhận lại ấy, thì đó là một tín hiệu rủi ro nha tại vì hôm nay volume cao hơn hôm trước nên phủ nhận hoàn toàn cái nến hôm trước này nên trong cái hàng nó không nên mất 19 nếu mất 19 thì khả năng sẽ chỉnh STB hôm nay cũng phủ nhận lại nè STB khả năng sẽ tạo cái biên có thể nó sẽ tạo cái biên độ ở quanh đây quanh tầm giá là 17, à, 27 đến tầm giá là 28 năm Khi nào nó chủ động nó vượt trên 28 năm thì cái xu hướng nó sẽ mạnh hơn. Còn trong cái hạn gia động nó chủ động là xoay quay quanh đây. CTG thì mình cũng kỳ vọng nó sẽ quay về tầm giá 27 năm một nhịp nha. LBB chú ý cho em LBB thực tế cái vùng cung quanh tầm 10, 10, 16 không có mạnh đâu. Vùng này này không có mạnh đâu. Nhưng mà chú ý cho em hai cây này hai cây này đều bị chốt ngược quanh tầm 15 năm này hai cây có vốn lớn là cây ngày 3 29 và 30 tháng 11 đều có vốn lớn nên nếu như trong ngắn hàng mà con LB đã chủ động nó bật về trên trên 15 năm á thực tế chỉ có thể cam mua thêm hoặc mua mới cũng được nó phủ nhận được hai cái nó phụ nhận được cái vùng giá 15 năm nó chấp nhận nó ăn lại cung quanh đây thì khả năng rất cao sẽ vượt đỉnh nha còn cái vùng 16 không phải là cản mạnh đâu vùng 15 năm á nên chú ý cho em con này rồi, đó là một số chia sẻ của em về thị trường qua phiên ngày hôm nay cũng như là những cái điểm anh chị cần lưu ý về các cái nhóm ngành. Mọi người thấy video hữu ích thì nhớ tặng cho em một like, đăng ký kênh, subscribe kênh để nhận những thông báo sớm nhất và có thể tham gia vào nhóm tư vấn để nhận những cái khuyến nghị trong phiên thông qua cái đường link em ghi dưới phần comment nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ. À.